Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với phần nhận định và dự đoán kết quả tỷ số của khu vực bảng A tại AFF Cup năm 2022. Đó chính là cặp đấu giữa Thái Lan đối đầu với Campuchia nha anh em. Ở cặp đấu này là tôi đánh giá rằng là kẻ 8 lạng người chỉ có 800 gram thôi. Nói vui như vậy thôi chứ một gã khổng lồ Thái Lan đối đầu với những gã rất là nhẹ nhàng tình cảm Campuchia anh em. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 2 tháng 1 ngày hôm nay luôn nha tất cả anh em. Các chuyên gia đánh giá trận đấu này là một trong những trận đấu mà gã khổng lồ với người tí hon. Khổng lồ thì anh em biết ai rồi, Thái Lan chứ không ai nữa, đúng không? Hiện tại ở khu vực bảng A thì Thái Lan đang đứng đầu bảng nha anh em với 7 điểm và dương 9, còn Campuchia là 6 điểm dương 4. Cái cơ hội mà để Campuchia bước vào vòng bán kết á, ở AFF năm nay á, thì trừ trường hợp là Indonesia thua Philippines ở trận đấu cùng giờ và Campuchia phải thắng Thái Lan nha anh em. Cứ thắng là nếu Campuchia thắng mà Indo thua thì Campuchia vô. Nếu Campuchia thắng mà Indo thắng thì Campuchia vẫn loại. Cho nên cái cục diện trận đấu này nó vẫn lệ thuộc vào Thái Lan. Thì anh em biết rồi, cái kịch bản mà để cho Campuchia giành chiến thắng trước Thái Lan á, nó đều không có luôn anh em, nó nằm trong mơ thôi. Anh em có thể thấy rằng nếu mà tính xếp hạng trên bảng FIFA đó thì Thái Lan đang tiếp xếp hạng là 111, còn Campuchia xếp hạng 177 lận. Mà cơ bản anh em thấy hai nền bóng đá nó khác nhau hoàn toàn. Campuchia cũng phát triển về cái lứa trẻ của Campuchia khá là nhiều. Nhưng nếu mà xét về các trình độ và về cái lực lượng cầu thủ cũng như là nội tại của cầu thủ Thái Lan trước Campuchia thì anh em thấy rồi, Thái Lan nhỉnh hơn rất nhiều nha, rất rất nhiều. Về cái phong độ thì anh em có thể thấy rằng trong những trận gần đây, nếu chúng ta xét nhanh về 3 trận thì Thái Lan đã có 2 chiến thắng và 1 hòa. Còn Campuchia sẽ có 2 chiến thắng và 1 thua. Cái nhiệm vụ cũng như là cái kịch bản để cho các học trò của huấn luyện viên Honda đó anh em, Kisuke Honda để vào bán kết thì thật ra nó rất là khó. Nó khó ở đây là khó một cái đối thủ của mình ở trận đấu cuối này là Thái Lan. Và mặc dù là nếu mà Campuchia thắng Thái Lan thì Philippines phải thắng Indonesia thì Campuchia mới vào được. Thì cho coi như là cái cục diện trận đấu này nó lệ thuộc vào vừa cả Campuchia muốn thắng Thái Lan và vừa phải lệ thuộc vào Philippines nữa anh em. Nếu mà Thái Lan nó thả cho thằng Campuchia thắng đi thì thằng Philippines nó phải thắng Indo. Nếu mà trận đấu hòa nha thì Campuchia vô, mà Indonesia thì dễ gì. Anh em nhìn thấy cái khát khao của Indonesia là nó muốn vô địch luôn chứ không phải nó muốn vô bán kết đâu, đúng không? Trong những trận vừa qua thì anh em cũng có thể thấy Thái Lan đã có một cái trận đấu nào cũng thành công, nhưng riêng một cái trận đấu tôi đánh giá thấp, rất thấp Thái Lan, đó chính là trận đấu với Indonesia. Tôi không biết mấy ông Thái Lan mấy ông có thả hay không, hay là mấy ông đá kiểu lơ mơ tơ mơ đó anh em. Một trận đấu mà ông hoàn toàn có nhiều khả năng để kiểm soát trận đấu. Thậm chí là ở trận đấu đó ổng lại lãnh cho mình một cái chiếc thẻ đỏ nữa, làm cho Indonesia đã có một những tình huống có thể giành chiến thắng trước Thái Lan. Nếu mà ở trận đấu đó mà Thái Lan thua Indonesia thì mọi chuyện nó sẽ khác ở lượt đấu cuối này. Nhưng nó đã hòa thì tất cả mọi thứ anh em đã thấy nó đã an bài cho Thái Lan rồi. Thái Lan thật ra nó cũng may mắn. Việt Nam của chúng ta cũng vậy, ở lượt cuối chúng ta, ở lượt đá với Singapore chứ không phải lượt cuối nha anh em, sorry anh em. Lượt cuối lượt với Singapore chúng ta cũng hòa với tỷ số 0-0. Và tôi thì tôi nghĩ rằng một cái trận đấu nó hòa như thế thì một cái trận đấu tôi cảm thấy là nó không hài lòng với một người hâm mộ. Ở trận đấu này thì các chuyên gia lại có rất là nhiều đánh giá rằng là Campuchia sẽ là đội bóng chơi đôi co với Thái Lan. Nhưng mà cơ bản anh em có thể thấy rằng là Thái Lan là một đội bóng nó rất hay về cái vấn đề nha anh em, là kiểm soát cục diện trận đấu. Mặc dù Thái Lan mang đến AFF năm nay với một cái đội hình không phải là quá nhiều siêu sao, và Thái Lan tôi cảm thấy rằng họ đang trẻ hóa đội hình rất là nhiều. Những cầu thủ như là gạo cội như là Chanathip họ không yêu cầu, họ không triệu tập, thậm chí là những cầu thủ đó cũng không tham gia tại giải năm nay, bởi vì họ tập trung cho câu lạc bộ và tập trung cho mục tiêu lớn nhất, đó chính là vòng chung kết World Cup. Cho nên rằng Thái Lan những cái giải đấu như thế này thì Thái Lan nó đang gọi là trẻ hóa đội hình và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Cơ bản thì anh em chúng ta có thể thấy rằng là ở khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là những trận đấu vừa qua, Thái Lan càng thử nghiệm đội hình thì Thái Lan đã cho thấy được chúng ta một sự hiệu quả, một sự tiến bộ các cầu thủ trẻ. Tôi ấn tượng với các cầu thủ trẻ của Thái Lan lắm anh em. Mình nói cơ bản thì không phải là đội bóng đá dở thì mình nói, nhưng mà mình nhìn nhận thực tế một chút xíu rằng là các cầu thủ Thái Lan họ chơi rất hay. Họ chơi với những chiến thuật bài bản và theo một cái tư duy bóng đá nó rất là phát triển. Cho nên chính vì vậy ở trận đấu này Campuchia sẽ là một trong những cái điều mà rất khó khăn dành cho các cầu thủ
trẻ của Thái Lan. Nếu các cầu thủ Campuchia mà chịu có khó mà chơi pressing đó anh em, chơi theo cái kiểu như là 1-1 không quan trọng mày là ai, mày là ở cường quốc bóng đá như thế nào, tao đụng tao là trâu trùng á, thì các cầu thủ Thái Lan cũng sẽ rất là khó mới có thể có bàn thắng vào lưới của Campuchia. Nhưng mà anh em cũng phải nhìn nhận rằng là cái thể lực trẻ, cái thể lực của các cầu thủ trẻ của Thái Lan á, họ rất là bền nha. Còn mấy ông Campuchia thì anh em biết rồi, cái thể lực của ổng được cái hiệp 1 rồi. Nếu mà đầu hiệp 2 được rướng rướng xíu ok, nhưng mà nếu mà đá tầm khoảng giữa phút thứ 20 á, hoặc là giữa hiệp 2 đi, mình cho ngắn gọn giữa hiệp 2, thì mấy ông Campuchia mấy ổng xuống lực. Nhưng cái điều mà tôi đánh giá rất cao các cầu thủ trẻ Thái Lan rằng là các cầu thủ vừa trẻ vừa già luôn nha anh em, thể lực rất tốt, đá thậm chí sẵn sàng đá 120 phút phà luôn. Tôi cảm thấy là cái điều tôi ấn tượng nhất là phần thể lực của các cầu thủ Thái Lan càng ngày nó càng chơi càng ok anh em. Nếu mà chúng ta xét về ở trận đấu này thì anh em có thể thấy rằng là các cầu thủ Campuchia thật ra cái cửa để vào vòng bán kết nó dường như là nó đóng khoảng 70% rồi anh em. Gặp một đối thủ như Thái Lan, ví dụ như Campuchia mà gặp Brunei ở lượt cuối này mà để quyết định một chiến thắng thì tôi nghĩ là có nhiều khả năng vô. Nhưng mà ở lượt cuối này ở Sukarna cho mấy ông Campuchia là sẽ gặp Thái Lan, cho nên là sẽ không có nhiều cơ hội tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay đâu anh em. Phong độ 5 trận gần nhất của Thái Lan thì theo tôi đánh giá là trung bình, nó không có quá xuất sắc lắm, 3 chiến thắng, 1 bại và 1 hòa. Thì cái điều này nó đánh giá được phong độ rất là chính xác nha anh em. Còn Campuchia 5 trận gần nhất thì anh em có thấy là tôi đọc cái anh em hết hồn luôn, 2 chiến thắng nha anh em, nhưng mà tới 3 thất bại. Còn về xét lịch sử đối đầu giữa Thái Lan và Campuchia, nếu mà xét về xa xa hơn xíu á, thì Thái Lan và Campuchia nó chưa có bao giờ gặp nhau ở những năm gần đây. Có những cái thống kê là năm 1972 thôi thì Thái Lan với Campuchia gặp nhau từ hồi xa xưa, nhưng mà từ khoảng thời gian gần đây thì kể cả những lần giao hữu thì Thái Lan cũng không bao giờ mời Campuchia và Campuchia cũng không mời nổi Thái Lan anh em. Nói chung là nó quá chênh lệch, đôi đủ lệch đó, cho nên rằng là trận đấu này đối đầu của hai đội thì dường như là không có. Theo tôi đánh giá rằng ở trận đấu này các chuyên gia nhận định rằng là trận đấu Thái Lan sẽ nằm kèo trên, và Thái Lan chấp đâu đó Campuchia anh em tới hai trái rưỡi, nói chung là trên hai trái đó. Thì tôi nghĩ trận đấu này Thái Lan sẽ giành chiến thắng ít nhất là cách biệt 2 bàn, nó sẽ rơi vào đâu đó là 3-1 hoặc là 3-0, 4-0 đó. Nói chung là từ hai trái đổ lên. Cái điều tôi ấn tượng ở các lão tướng của Thái Lan và dìu dắt đàn em đá tại AFF Cup năm nay đó anh em, đó chính là Danda. Thì ở trận đấu này tôi dự đoán rằng là Danda sẽ là người mở tỷ số cho Thái Lan. Theo cá nhân của anh em thì anh em nghĩ như thế nào về cái cục diện trận đấu này, cũng như là cái kết quả dự đoán tỷ số của anh em ra sao? Cái trận đấu mà tôi cảm thấy là tôi thật ra tôi ấn tượng với cái ông Campuchia đó anh em là trận đấu ông giành chiến thắng 3-2 trước Philippines, một trận đấu mà các cầu thủ Campuchia chơi rất hay ở trận đấu ra quân đầu tiên. Và ở trận đấu cũng hay lắm nha, mà tôi rất đáng tiếc là trận đấu với Indonesia. Nếu mà trận đấu đó Campuchia mà chơi gọi là chắc chiêu cơ hội hơn một chút xíu thì có thể may là một cái kết quả hòa cho Campuchia. Lần đầu tiên tôi thấy Campuchia đối đầu với Indonesia mà đá chiến nó như vậy anh em. Và một màn gọi là rượt đuổi tỷ số với Philippines nữa. Thì cơ bản rằng nếu các ông Campuchia mà cố gắng đá trận đấu này thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Thái Lan, nếu Thái Lan nghĩ gì nha. Còn mà Thái Lan mà kiểm soát cục diện trận đấu thì Campuchia rất khó để có thể chuyển hóa phòng ngự thành thế tấn công được với các cầu thủ Thái Lan. Thì cơ bản rằng là tôi dự đoán trận đấu này Thái Lan sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 3-0 dành cho các cầu thủ Thái Lan. Người ghi bàn thắng sẽ là Danda. Còn anh em nghĩ như thế nào thì anh em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video nha. Đừng quên bấm like, bật chuông thông báo để xem những video nhận định vui vẻ mới nhất của Mời Bóng Đá nha.